Xin chào mọi người ha. Như đã hứa thì bên mình sẽ test cái mạch này với lại cái ba tắc đôi. Hai trung, hai trép 250. Rồi. Đây. Bên mình test trên mình EQ ha. 9 AH. Dùng micro không dây. Mình đang dùng mic này ha. Đây, ngồi gần bên này. Mạch lập trình chống hú rất là tốt. Gần bên không có bị cái gì luôn, không có hú gì hết luôn ha. Đó. Ưu điểm của các mạch bên mình hiện tại là chống hú rất là tốt, rất là ok. Thì bây giờ mình sẽ test lại với cái tiếng reverb của mạch. Reverb kết hợp với echo ha. Đây. Alo. Alo. 1 2 3 4 Alo. 1 2 3 4 5 6 Đó. Cái tiếng reverb đó rất là tốt. Rồi, bây giờ mình tăng cái này chút xíu, mình test lại luôn này. Alo. Này là tăng echo lên này. Alo. Mình nghe tiếng echo nó nhiều hơn là tiếng reverb. Hồi nãy là mình đỡ cái chế độ tiếng reverb nhiều là hơn cô. Ví dụ ai thích hát tiếng hát bằng reverb giọng mạnh á, thì mình đỡ reverb thôi. Hát này nghe nó giống như cái cách ca sĩ hát nhiều hơn. Còn bây giờ cái giọng mình mà nó yếu ha, thì mình tăng echo lên. Mình tăng cái phần mà đỡ cái tiếng echo nó nhiều hơn cho những người hát cái giọng yếu và thích cái hát bình thường như trước nay mình vẫn thường hát là hát chế độ echo. Alo. 1 2 3 4 5 6 Đó. Rồi ha, ok ha. Này là phần mic. Bây giờ mình sẽ test phần nhạc này. Đánh cây ngay không cặp bass ba tấc. Bass này mình xin giới thiệu sơ qua luôn. Bass 30, tầng 120, con 38. Công suất 100W. Thôi này 50% này đánh bung lo này, cái màn lo bung à, đỡ to lên. Mình test thuần tiếng hát thôi, mình bỏ nhạc qua để mình nghe cái tiếng ca thôi nha. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Trên phố mưa tới bờ, lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho em vui, còn ai cho em vui? Bàn chân môi chân đôi môi ôi tìm vơi. Đêm nay anh biết em thương buồn tên trên gác khuya quanh hiu, nhìn mưa rơi thầm
mơ ta chung đôi, lờ hoen trên mi môi bao giờ môi. Một đoạn nhỏ thôi, mình thấy nó hát cái tiếng gió rất là tốt. Sau cùng nó cái tiếng gió rất là tốt ha. Thường những cái này á, tiếng gió này là chỉ có những cái mạch nào mà chạy bằng reverb thì mới có cái tiếng này tốt được. Rồi, video hôm nay mình kết thúc tại đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mình chào tạm biệt.